chào mừng các bạn đến với kênh của mình ha thì đối với các bạn hai xe trước mặt các bạn các bạn có thể phân biệt được xe nào là Vc vcvz và xe nào là vc k một mình cho các bạn ba giây nha mình, mình đến nha các bạn thử đoán xem xe nào là xe hãy comment cho mình ở dưới nha một hai ba đó về các bạn nếu mà là bạn là fan à hâm mộ chân chính của kênh mình á thì là bạn sẽ biết được là xe nào là xe à uh, vc UZ và xe nào là xe vc k 1 ha thì hai xe này á ngoại hình nếu mình nhìn như vậy á thì nó là khá giống nhau đó nhưng mình nhưng k 1 và qz nó sẽ có khác biệt nó sẽ có điểm khác biệt khi mà mình nhìn như sau đây điểm thứ nhất đó là bạn thấy cái đuôi đuôi xe ha đuôi xe hai cái đuôi xe là khác nhau ha các bạn ha thì mình nói với bạn luôn là xe bên ngoài đó là xe VCQZ và xe bên trong đó là xe VCK1 ha à, thì cái đuôi xe VCQZ này nó làm mà cách điều một tí bo 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 đi đi bo dạng cách điệu ha và cái màu của cái cái về phía sau thì cũng là màu à, theo cái 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 màu sắc theo cái viền này ha à, trong khi đó thì à, VCK1 thì là À, cái dè nó là khác cổ điển so nói chung là cái dè của nó giống với dòng vc vg cổ điển đó cái dè của nó phía sau này khá là cổ điển ha thì cái màu sắc của nó màu dạ sắc dè của nó thì đi đi theo màu chủ đạo của xe đó là màu trắng Nha các bạn ha rồi nếu mà nhìn như như vậy thì điểm các bạn thứ hai đó là gì các bạn đó là cái bánh xe ha thì bạn thấy xe vc vg là có uh, thắng có thắng đĩa ha các bạn ha còn uh, k 1 thì là thắng đục đó về uh, cái uh, sai bánh thì là nó giống nhau ha cũng là bánh 14 nhưng 14 là 14 vành bánh to ha các bạn ha đó rồi uh, cái mình nhìn nghiêng thì bạn thấy không bạn thấy có điều đặc biệt rõ ràng nhất luôn là khác biệt nhất đó là cái cái học đựng bình à, cái 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 cái, cái chiều uh, chiều dài của cái hộp đựng bình thì bạn thấy cái thằng uh, UG thì nó khá nhỏ hơn so với thằng K1 thằng uh, K1 độ chỗ để bình và chỗ gác chân thì nó là khá là rộng rãi mát các bạn ha rồi bây giờ mình sẽ quay ra phía trước cho các bạn xem đây à, đây đây là K1 đây là WG thì nhận biết của hai cái nó là VZ có logo của hãng, nha các bạn ha. Logo uh, của hãng. Thì uh, K1 này nó có một cái logo ở đây nhưng mà như là trong lúc vận chuyển nó bị rớt rồi. À. Đó, đó. Rồi uh, phía uh, phía trước đây K1 thì nó có viền hai sọc này cho mình cũng khá là dễ thương. Thì uh, VZ thì không có à. ha. Uh, K1 thì nó có đèn cái đèn nhanh này nó sẽ ốp vô cái ốp luôn. Đây thì xi nhan hay burn up vô up luôn thì ngược lại cao một nó sẽ có đèn xi nhan phía dưới tay lái đó Đèn xi nhan đây mà thấy cái đèn xi nhan của uh, á thì mình bữa mình có 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 review cho các bạn là nó giống cái kiểu đèn karen ha bữa mình có một chiếc karen ở đây mà 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 bây giờ khách lấy rồi cho nên là mình không thể quay cho các bạn xem cái karen thì các bạn nào muốn biết cái đèn giống karen như thế nào thì các bạn cứ vô kênh của mình ha sau chiếc xe karen là nó sẽ ra ha rồi về cái đèn led thì đèn led của WG là hầu như là đây mình đó là nó được làm theo công nghệ là không thấy bóng nha các bạn hầu hết là mình sẽ không thấy bóng luôn không thấy bóng đèn luôn á nó nó là một cái màn nó được chen, nó được che khi mà nó là sáng nha các bạn còn bên đây thì bạn sẽ thấy có một bóng đèn bi cầu đấy cao một cái đèn bi cầu và hai cái đèn LED ở hai bên các bạn ha rồi đó là phiên khác biệt phía trước vậy các bạn ha à, thì bạn nhìn ở đây bạn tưởng bạn có cảm giác như là vc WG nó cao hơn k 1 nhưng mà không phải đâu do cái chống nghiêng của mình á cái chống hàng k 1 nó hơi nghiêng so với qg cho nên bạn có cảm giác là cái hai cái xe k 1 nó thấp hơn nhưng thực tế là khi mà mình diễn đứng lên á thì hai xe có chiều cao ngang nhau ha các bạn ha rồi bây giờ là mình sẽ quay cho các bạn xem à, màn hình đấy Review hai cái màn hình cho các bạn đây đây là màn hình VIZI thì cái hình đây là hình oval, oval chữ nhật oval đó, ha khá nhỏ, cái cái chiều rộng của cái mặt màn hình khá nhỏ, còn cái chiều rộng của cái màn hình k một này là khá to các bạn ha mình có thể xem thoải mái dễ dàng. Tay lái này thì cái dòng cao cấp đặc biệt của VIZI thì các bạn biết rồi, trước giờ nó 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 rất là gọi là đơn giản quá, các nút không sử dụng nút nhiều à, nhưng mà do sau này do nhu cầu của khách có xin nhan thì nó mới thêm cái nút xin nhan cho mình nè rồi nút đèn nè không sử dụng đèn cảm ứng nữa mà đèn tắt hay tắt mở gọn gàng ngoài ra thì nó vẫn giữ hai nút chính là nút b là nút này cho mình ha à. còn bên đây bộ cụm tay lái của k 1 thì khá là nhiều đây đèn 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 pha, à, pha gần pha xa xin nhan kèn phía kia là nút khẩn cấp các bạn đây là nút khẩn cấp mà xin được những cái tín hiệu khẩn cấp rồi, cái này là nút bật đèn cái này là nút an toàn cũng giống như cái con này thôi ha ok rồi à, phía dưới đây à, cũng nó cũng giống nhau luôn nói chung là hai bên đều có cổng usb để mình sạc ha và cũng có cái ốp nắp luôn mà mà mình mình chưa có gắn thôi Đó. Okay. nói chung là phía trong này thì khá giống à, không khác gì mấy à, Đấy. mình 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 nhận xét là nó khá giống nhau thôi không có khác gì mấy Đó à, uh, đây cái, uh, cái 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 cái, yên xe của wizzy thì mình có cảm giác là nó sẽ mềm mại hơn nó no, nó no, nó no, nó no, nó no. so với con k 1 cảm giác vậy thôi ha nhưng mà bù lại thì con k một này á nó có thêm có nhiều chức năng là có thể sử dụng được cả uh, chìa khóa cơ rồi thẻ từ và cả remote còn ngược lại con vcvg này là chỉ sử dụng đúng thẻ thôi tôi ơi và thẻ đi thẻ xe đó là hai thẻ ha à, trước giờ vẫn vậy và sau này nó 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 thêm uh, nó nó cải tiến thêm thì vẫn là hai thẻ không hơn gì Đấy các bạn ha à? rồi. rồi đây cũng có đồ gác chân mà mình chưa gắn ha đây cũng đồ gác chân nè cái ốp này thì có cái logo của hãng các bạn ha à? rồi nói chung thì uh, nhiều bạn hỏi k 1 với vcvc á nó về chất lượng như thế nào thì theo mình cảm cảm nhận á thì hai con cũng và mình nó là một chín một mười thôi à, nói chung thì khi mình chạy á, thì cái độ lên tốc độ cũng nó cũng khá mượt và khá nhanh ha à, à, nói 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 vậy thôi chứ thật uh, ra uh, okay, thì uh, hai con này á, về chất lượng á, thì nói chung là xem xem nhau không có gì khác biệt hết à, nói chung thì do hàng này là vcvc nó là hàng vc nó ra để nó là phiên bản vc đầu tiên cho nên người ta sẽ ưu ái hơn một tí so với cái thằng K1 này ha à, thì thằng K1 này nó ra sau này thì nó kiểu dáng nó cũng ná ná như VC nên nhiều người người ta nói là nó là nhái nhưng thực ra là nó là một cái, một cái hãng khác thì nó nằm ngoại hình mà nó biết rồi bên Trung Quốc thì nó là gọi là OEM nó sản xuất các dòng sản phẩm gọi là OEM à, sản xuất theo đơn đặt hàng của của à, người người mua cho nên là người mua họ yêu cầu họ làm gì họ sẽ làm đó và tùy theo cái người mua bỏ ra số tiền để mà đầu tư cho một con xe như thế nào thì họ sẽ làm làm đúng chất lượng, so với người mua sẽ bỏ ra, không? cho nên là bạn nên cũng không có vẻ lăn tăng về chất lượng. ví dụ con k một này mình đã qua kiểm nghiệm rồi, thì chạy rất là ok, ha, không bạn không phải sợ. nói chung là so với vcwg và vck 1 này là chín một thôi ha các bạn ha. nói chung là ai muốn sử dụng vcwg thì sử dụng, ai muốn sử dụng vck 1 thì sử dụng, ha. rồi xin chào và hẹn gặp lại.